không được nói luôn rồi nhé, giữ như cũ, thì giữ như cũ. Thấy chưa, thấy chưa. Ba chữ về hả? Em ở đây đợi ba về luôn á. Không, không về. Không biết đâu. Không. 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 Cắt nhau cầu cầu vậy hả? Chà, ngôi sao rồi. Dạ, thưa là bạn. Ngôi sao rồi. Đứng sân khấu. Ngôi sao coi như là chỉ có một hai người mới đem tham dự tới mọi người. Lắm hơn nữa thôi. Kém khán giả thì không hơn là phải. Lắm tới là chỉ là anh cảm nhận nha. Anh với anh kiện ra mặt tác rồi, bây giờ anh ở trên chị đứng. À vậy hả? Ồ. Sướng vậy. Anh xét gì đó, kiện ở dưới. Vậy hả? Vậy nó đỡ cực ha. Phải điều cái hai người làm. Dạ đúng rồi. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi. Em đưa cái gì cho... Em đưa rồi. Vậy có cần nhắc anh dịch vụ là nhắc hết không? Nhắc hết hả? Nhắc hết giống như nãy nói em á. Ok, để bảo không? Rồi bên đây nha. 1, 2, 3. Ok. Ok.